Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thống Tình trên kênh TTV11, chương trình được phát sóng hàng ngày và được thực hiện bởi Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Và thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng chương trình phát sóng mỗi ngày như vậy thì sẽ mang luật nhân sự đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả để chúng ta sẽ có thêm những hiểu biết căn bản về pháp luật để nhận định được những tình huống trong cuộc sống hàng ngày để biết ai sai ai đúng và chính mình nên làm gì trong những tình huống đó thông qua sự tư vấn và những lời khuyên từ các chuyên gia, các luật sư đến với trình. Và ngày hôm nay Ngọc Nhi xin được giới thiệu đồng hành cùng với Thấu Lý Thấm Tình, đó chính là luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, giám đốc công ty luật An Luật. Xin chào luật sư ạ. Xin chào Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả. Dạ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư của quý vị khán giả đã gửi về. À, đây là một lá thư của một người à, hỏi cho vợ của mình. À, bạn chia sẻ như thế này là vợ tôi đi làm cho công ty hơn một năm nhưng mà chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội được có 7 tháng thôi. Sau đó thì vợ tôi có thai và nghỉ thai sản. Tuy nhiên thì sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán qua công ty thì công ty chỉ chuyển cho vợ tôi 50% số tiền. Còn 50% còn lại công ty giữ và nói là sau khi vợ tôi đi làm lại sẽ hoàn trả sau. Để tránh trường hợp vợ tôi sau khi nghỉ 6 tháng thai sản thì nghỉ làm ở công ty luôn. Thì điều này có đúng hay không? Và tôi nên giải quyết như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho vợ tôi ạ? À? À, thưa luật sư thì công ty này được quyền giữ tiền bảo hiểm chế độ thai sản của nhân viên hay không ạ? À? chắc chắn là không rồi ngọc nhi à, thật ra thì à, cái này là sai rành rành rồi chứ không có gì để phân tích thêm dạ <laughs> yeah. yeah, vâng ạ à. vậy thì công ty này sẽ bị phạt như thế nào đối với cái hành vi giữ tiền thai sản của nhân viên ạ à? đối với hành vi giữ tiền thai sản của nhân viên thì chúng ta hiểu là tại sao lại giữ tiền bởi vì khi một cái người lao động rơi vào cái tình huống thai sản và được hưởng chế độ thai sản á thì công ty sẽ làm hồ sơ để cho à, cơ quan bảo hiểm chuyển tiền về cho công ty và công ty chi trả cho người lao động nên trong tình huống này á, là công ty nhận và công ty không có trả, công ty giữ lại 50% đúng không? Và theo quy định của pháp luật là khi chúng ta giữ một cái khoản tiền của người nào mà không có đúng thì đều phải bị xử lý hết. Nếu đây là khoản tiền về trợ cấp thai sản thì bị xử phạt là đầu tiên sẽ xử phạt từ 18 đến 20% trên cái số tiền mà mình đang giữ sai như vậy đó. Và bên cạnh đó thì à, có nghĩa vụ phải trả cho người lao động cái số tiền mà đang giữ cộng với cái tiền lãi phát sinh. Nếu chúng ta giữ mà chúng ta không trả thì phải phát sinh lãi, giống như một cái khoản mượn hay một khoản vay nào quá hạn mà không trả vậy đó. À, nếu không thì sẽ bị gọi là chiếm dụng tài sản đúng không ạ? Trong trường hợp này là giữ không đúng rồi đó, không đúng dạ. quy định rồi đó. Dạ, vâng ạ. Vậy mà khi có sự xâm phạm về lợi ích của mình thì người lao động có thể gửi những cái đơn khiếu nại hay là yêu cầu đến cơ quan nào ạ? đầu tiên thì chúng ta phải nói là như không có suối làm hồ sơ đi khởi kiện liền mà chúng ta nên có một cái lời với doanh nghiệp đó để cho họ biết là họ đang hành xử sai làm cái đơn gửi cho họ và yêu cầu họ xem xét chuyển cái số tiền bảo hiểm này cho mình bởi vì sách một cái hồ sơ đi kiện trong khi mình thì đang thai sản và cái thời gian công sức nó cũng không có ít nên chúng ta nên nói chuyện với công ty phải quấy trước cái đã đó là cái tình mà chúng ta nói với nhau đó và sau khi chúng ta nói cái tình xong rồi mà nếu công ty không có tôn trọng cái tình mà công ty giữ luôn thì trong trường hợp này chúng ta có thể chọn hai cách cách thứ nhất là chúng ta khiếu nại lên cơ quan quản lý lao động địa phương khiếu nại đến những cơ quan thanh tra về lao động để người ta có một cái bước trao đổi hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp này thông qua con đường hòa giải và thương lượng còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta không chọn con đường đó mà chúng ta đi thẳng ra tòa án luôn thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu bởi vì sẽ có những cái quy định pháp luật liên quan đến quan hệ lao động phải thông qua hòa giải trước, thông qua giải quyết cấp thấp trước rồi mới đến cấp tòa. Nhưng mà đối với vấn đề là giữ cái số tiền bảo hiểm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trực tiếp ra tòa để yêu cầu tòa án giải quyết bảo vệ quyền lợi của mình trong tình huống bị công ty xâm phạm như thế. Nên chúng ta tóm lại như thế này trong cái tình huống của vị khán giả này thì lời khuyên của như là đầu tiên là chúng ta nên nói chuyện với công ty để giữ cái tình nếu như không được nữa thì chúng ta sẽ giải quyết theo cái lý là khiếu nại lên cơ quan quản lý lao động địa phương hoặc là nộp đơn khởi kiện ra tòa để có thể đảm bảo quyền lợi của mình à, luật sư có một cái lời khuyên nào dành cho những cái chị em khi mà chúng ta đang có ý định là mình sẽ mang thai khi mà chúng ta đang làm việc tại một công ty nào đó để chị em có thể chuẩn bị đầy đủ những cái bước và đảm bảo được cái quyền lợi lợi hợp pháp của mình không ạ à? nói một cái câu thực sự là thực tế như thế này nè các bạn à, đối với lao động nữ á, thì cái việc được nghỉ thai sản và được nhận chế độ thai sản theo quy định pháp luật á, là rất là quan trọng đó là cái nguồn thu chính khi mà mình đang làm mẹ bỉm sữa mà nhưng mà một số doanh nghiệp á, thì khi mà người lao động đang rơi vào tình huống thai sản thì đối xử với họ không có được tốt không có được nhân văn cho nên á, là tình huống như thế này không hề hiếm trên thực tế đâu ngọc nhi nên như nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc chúng ta ai cũng vậy nam hay nữ thì đều chọn một cái nơi tốt để đầu quân trong đó là chế độ trong đó là cái văn hóa đối xử với người lao động mà đặc biệt với lao động nữ nữa thì chúng ta càng phải nên cẩn trọng hơn khi chúng ta lựa chọn chứ chúng ta không chỉ chọn một doanh nghiệp với cái con đường trước mắt với cái nhìn trước mắt là có thể trả lương cho chúng ta trong lúc này nhưng khi mà chúng ta rơi vào tình trạng yếu thế tình trạng là cũng mười mẹ xin em bé thì đối xử rất là hắc hủi chỉ muốn mình nghĩ cho rồi đi đừng có quay lại làm việc hoặc là muốn người ta quay lại làm việc nhưng lại áp dụng theo cái hình thức không có được nhân văn là giữ tiền của người ta nên khi chúng ta lựa chọn một công việc thì chúng ta nên tìm hiểu những thông tin liên quan để xem cái doanh nghiệp đó hành xử với người lao động như thế nào và chúng ta hãy quyết làm việc ở một cái nơi mà chúng ta có cái niềm tin về cái cách họ đối đãi với mình thì đó là lời khuyên của như trong tình huống này cũng như cho những cái tình huống khác liên quan vâng ạ à, xin được cảm ơn những chia sẻ từ luật sư à. và ngọc như cũng nghĩ cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải có một cái khoản tiền tích góp mình tiết kiệm trước đó để mình đảm bảo là cái quá trình thai sản này nó sẽ diễn ra thuận lợi và mẹ sẽ yên tâm nghỉ dưỡng hơn và đỡ nếu mà có rơi vào những cái tình huống tranh chấp như thế này thì mình vẫn có một cái khoản tiền để sử dụng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư quỳnh như ngày hôm nay ạ à. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Thấu Lý Thống Tình cũng đã hết rồi ạ. À. Quý vị nếu như có bất kỳ những thắc mắc nào thì có thể liên hệ về số hotline 0934 năm để được chúng tôi tư vấn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!